Chào mọi người, những con nghiện makeup mắt giống mình. Video của ngày hôm nay là một video được rất nhiều bạn request luôn. Đó là về eyeliner. Nếu mà bạn nào chưa biết cách mua eyeliner như thế nào cho phù hợp, hoặc là kẻ eyeliner làm sao cho đẹp á, thì hãy coi từ đầu đến cuối video này nha. Bảo đảm bạn sẽ được khai sáng luôn đó. Ok, cùng bắt đầu thôi. Eyeliner đầu tiên là một cây chì kẻ màu đen của Sylvanas Color Longwear Gel. Đây là một cái cây eyeliner mà mình cảm thấy là có màu đen phù hợp nhất cho những người bắt đầu tập kẻ. Tại vì cái đầu chì nó khá là cứng cáp nè, không có bị dễ gãy và nó có độ chút luôn, cho nên không có sợ bị cùn nha. Với lại là độ bám khá là tốt luôn, không có dễ lên mặc dù là dạng chì á. Với lại là màu lên rất là đậm, rất là mặn mòi, cho nên là bạn nào thích make up mạnh mẽ chút xíu nhưng mà lại sợ mới kẻ nên dễ lem á, thì cứ dùng em này nha, cực kỳ là dễ chơi luôn. Ok, một cái tip đó là bạn hãy điền vào chỗ mi trống. Tức là sao? Tức là mình sẽ không có kẻ vô cái đường tuyến lệ, là mình không có vạch cái mắt lên xong mình kẻ vô. Tại vì nếu mà các bạn kẻ vô chỗ đó, các bạn nhắm mắt xuống một phát là nó lem tè le xuống dưới luôn. Tại vì nó dính cái nước mắt của mình á, cho nên là mọi người hãy nhướng lông mi lên, nhìn cái chỗ nào mà mi mình còn thưa á, mình trám vô. Đó, cứ làm theo cái nguyên tắc này á, thì cái đường kẻ của bạn nó sẽ không có bị dày quá nè, hoặc là nó sẽ không có bị lem. Ok, một tip cho bạn nào mới tập kẻ là các bạn kẻ từng chút một, rồi các bạn chớp mắt một phát cho nó đỡ bị mỏi á. Xong rồi mọi người nhìn gương coi là đều chưa, rồi mọi người lại tiếp tục đi từng chút một nữa. Chứ đừng có đi một cái đường mạnh mẽ mà kéo rè một phát, xong rồi mắt á thì chớp, rồi đường kẻ thì lem tè le nha. Mọi người cứ từ từ thôi, mới biết á thì đừng có làm cái gì quá mạnh mẽ á, làm từng chút một thôi nha. Rồi bây giờ là mình sẽ kẻ phần đuôi nha. Do là kẻ chì cho nên là mình không có mong phần đuôi nó quá là nhọn đâu. Mình chủ ý mình kéo ra cho mắt của mình nó có độ dài một chút xíu. Đó, mọi người chỉ cần kéo nhẹ ra là nó đã ok rồi nè. Đâu có khó để kẻ đuôi đâu đúng không nè. Em chì kẻ mắt thứ hai mà mình rất là ưng là của em Mercy The First Slim Gel màu GS24. Màu này là màu nâu đen nha. Đầu chì rất mảnh, siêu nhỏ và dễ kẻ luôn. Nhưng mà nó mềm quá, cho nên là bạn nào mà kẻ mà ấn mạnh tí là bé nó gãy cái tẹt luôn. Độ lâu trôi thì ở mức trung bình thôi nha, giữ được nửa ngày. Một cái tip cho chì nâu đối với mình là sẽ kẻ đuôi mắt nó sẽ đẹp hơn. Tại vì nó màu nâu nó nhạt quá nên là nếu mà kẻ hết mắt thì nó cũng không có thấy rõ. Nên mình chủ đích là sẽ dùng nhấn đuôi thôi. Nếu các bạn vẽ đuôi mắt bằng chì nâu á thì sẽ tạo cảm giác trong trẻo hơn, nhẹ nhàng hơn, giống mấy kiểu idol K-pop á nhá. Mọi người cũng nhớ cái tip ban đầu mình nói nha, đó là kẻ vào chỗ mi trống chứ đừng có trám vào đường tuyến lệ nha. Đó, vậy là xong rồi nè, ok đúng không? Em này thì mình sẽ bấm mi một tí xíu. À, mình quên nói với mọi người là mình có đánh một xíu màu mắt rồi á, cho nó tươi tắn hơn. Chút mi nhẹ nhẹ nè, tại vì kẻ mắt màu nâu mà, cho nên mọi thứ nó cũng nhẹ nhàng một xíu nha. Mình đánh một xíu nhũ vào phần mắt dưới cho mắt được to tròn hơn và long lanh hơn nha. Rồi, đó, vậy là ok rồi. Xong rồi nè, mọi người thấy sao? Dễ kẻ lắm đúng không? Rồi, em Mercy The First Slim Gel nha. Mọi người nếu mà ai mới tập kẻ thì cứ mua em này. Em này còn dễ kẻ hơn là cái em Sylvanas ban đầu nữa đó. Em thứ ba là một em bút dạ của Mercy The First Pen Eyeliner màu B3. Màu này là một màu nâu sáng nha, nâu sáng luôn á. Đầu cọ rất là mảnh nhỏ luôn, cực kỳ dễ vẽ và rất là dễ để sửa sai. Ví dụ bạn vẽ lem một xíu là các bạn có thể chỉnh lại liền, tại vì cái đường kẻ nó mảnh lắm luôn. Và một cái nhược điểm là nó rất là dễ trôi. Nếu mà mọi người đổ nhiều mồ hôi trên mắt quá, hoặc là mọi người để tay chùi nhiều quá thì nó sẽ trôi rất là nhanh luôn nha.
Rồi mình nhướng mắt lên để kẻ phần đuôi mắt trước nè. Các bạn thấy không, cái đường kẻ của nó cực kỳ là mảnh luôn, cho nên mình rất là dễ để vác nhọn đuôi. Tuy nhiên á, nó sẽ hơi bị lại mực. Tức là nếu mà các bạn kẻ tới kẻ lui nhiều lần á, thì cái mực nó sẽ hơi bị tróc ra một xíu và tạo nên một cái khoảng trắng. Không biết mình tả gì mọi người hiểu không ha. Nói chung là em này mọi người kẻ cái đường xuôi á, cái đường xuôi 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 và tránh tô đi tô lại thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn nha. Rồi một cái tip đó là em này đặc quyền luôn á, đặc trưng luôn á, là có thể dùng để vẽ mi dưới luôn. Nên bạn nào mà mi dưới hơi thưa hoặc là làm make up nào mà cần mi dưới dày dày một xíu là cứ lấy em này ra vẽ nha. Bảo đảm mảnh, nhỏ, đẹp và không có bị lố tay. Em này thì mình thấy là hợp cho những bạn mới tập kẻ cũng được, mà kẻ chuyên nghiệp rồi thì các bạn cũng thấy ok luôn đó. Rồi, nhân vật cuối cùng của ngày hôm nay là một em mà gọi là trung bình, tức là có người thích mà cũng có người không thích. Đó là em Maybelline Hyper Shape Eyeliner. Đây là cái eyeliner huyền thoại của nhà Maybelline rồi đúng không? Đầu cọ rất là mảnh nè, dễ hớt nhọn đuôi mắt và cực kỳ là sắc sảo luôn. Thích hợp để make up ấn tượng một chút. Em này thì bạn nào mà không có biết kẻ thì sẽ thấy em đen quá rồi dễ lem quá. Nhưng mà bạn nào mà biết kẻ thì thấy em này rất là ưng luôn. Và đặc biệt là em này cực kỳ bền luôn nha mọi người. Rất là lâu trôi là thích hợp đi shooting ngoài trời hoặc là đi chơi cả ngày, đi dự tiệc ok hết luôn. Với em này thì mình sẽ áp dụng cái cách đó là mình sẽ kẻ từng đoạn một nhỏ nhỏ thôi, rồi mình nhìn gương để mình vẽ tiếp nha. Tại vì nó màu đen cho nên là rất là khó sửa sai. Về phần hớt đuôi thì mình sẽ kẻ một đường ở phía trên trước nè. Kẻ cái đường phía trên này thì sẽ giúp mình định hình được là cái đuôi mình nó cong bao nhiêu và dài bao nhiêu. Sau đó mình sẽ nối một đường ở phía dưới, từ ở dưới chân mắt nối lên. Đó, vậy là ra được cái tam giác bé bé xíu xíu rồi. Và mỗi lần các bạn kẻ đuôi thì mọi người cứ kẻ từng tí một thôi, xong rồi lại bỏ ra chớp chớp mắt một cái cho nó đừng có bị mình, tức là mình vẽ mà mình căng mắt lâu quá, xong rồi mắt mình nó mỏi quá, xong rồi nó chớp phát là nó lem luôn. Cho nên là kẻ tí xong rồi dừng lại đó, cho mắt có thời gian nghỉ một chút rồi lại tiếp tục kẻ tiếp nha. Định hình được phần đuôi xong rồi thì mình sẽ tiếp tục theo đà đó, mình kéo lại lại vào phần mắt trong nha. Rồi nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn lên, nhìn xuống, thấy ok rồi đúng không? Lúc này thì mình sẽ gắn một xíu mi giả vào nha, để cho nó đậm đà hơn. Rồi chút mascara một xíu nè. Ta-da, xong rồi đó. Mọi người thấy sao, đâu có quá khó đúng không? Cứ làm như mình. Vẽ eyeliner là phải tĩnh tâm, từ từ, từng bước một nha. Không hấp tấp, không có sân si nha. Rồi mọi người ta thấy là một cái bên có eyeliner, có make up mắt với một bên không có gì không? Trời ơi, nó khác nhau một trời một vực luôn á. Cho nên là biết make up mắt, biết kẻ mắt á, là một cái điều rất là tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình tổng kết lại nè. Emerzy The First Slim Gel với cây chì này á, thì mình sẽ cho em này 9 điểm. Phù hợp cho người hệ mới chơi, vì dễ kẻ, dễ mua mà cũng xinh nữa. Em eyeliner của Sivana này thì mình chấm 8.5. Với em Maybelline vừa nhiều người thương vừa nhiều người ghét thì mình cho 8 điểm. Phù hợp cho người chơi hệ chuyên hơn nha. Và em cuối cùng là em Merzy bút dạ, mình cho 9 điểm luôn, phù hợp cho hệ người mới chơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video này nha. Một video ngắn ngắn thôi nhưng mà hy vọng sẽ giúp cho mọi người tìm được eyeliner nào là phù hợp với mình. Và mình sẽ còn ra rất là nhiều video về eyeliner nữa đó. Cho nên là mọi người hãy like và subscribe cho kênh của mình nha, để cùng theo dõi nhiều nội dung về make up mắt nữa. Ok, bye bye.